Tiểu sử Dũng là vôi, đại gia giàu có và nhiều bê bối. Dũng là vôi giàu cỡ nào? Dũng là vôi được biết đến là một doanh nhân thành công với số tài sản khổng lồ lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Dũng là vôi hay còn được biết là Huỳnh Huy Dũng, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1961, là một doanh nhân, chính trị gia người Việt Nam. Ông là chủ sở hữu khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, rộng trên 450 hectare tại tỉnh Bình Dương, là giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, là chủ đầu tư các khu công nghiệp Bình Dương, bao gồm Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 và Sóng Thần 3. Ông được mệnh danh là một trong những người giàu nhất Việt Nam. Mặc dù chưa công bố nhưng theo các công ty kiểm toán thì khối tài sản khổng lồ của Dũng Lò Vôi có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng Việt Nam nếu cổ phần hóa. Huỳnh Huy Dũng nguyên là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương. Ông từng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam khóa 2 nhiệm kỳ 1994-1996, nhưng ông chỉ tham gia vỏn vẹn 2 năm. Những năm gần đây, tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị diễn ra nhanh, giá trị bất động sản tại Bình Dương cũng tăng chóng mặt. Trong khi đó, các khu công nghiệp, khu nhà ở của công ty cổ phần Đại Nam lại nằm ở những vị trí đắc địa, đông dân cư, người lao động. Vì vậy, giá trị bất động sản của ông Dũng Lò Vôi và công ty cổ phần Đại Nam cũng không ngừng tăng. Một khu du lịch khoảng 450 ha với nhiều hạng mục dự án khổng lồ như là trường đua, khách sạn, vườn thú, biển nhân tạo, kim điện dát vàng tráng lệ. Công trình được nhiều người biết đến này gắn liền với tên tuổi Dũng Lò Vôi. Tuy nhiên đây chỉ mới là một phần nổi trong khối tài sản dự án mà ông Dũng Lò Vôi cùng những thành viên công ty cổ phần Đại Nam phát triển. Từ trước năm 2000, đại gia Dũng Lò Vôi đã là người đi tiên phong trong việc xây dựng các khu công nghiệp Bình Dương, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3. Hiện công ty cổ phần Đại Nam đang quản lý vận hành khu công nghiệp Sóng Thần 2, 3. Về dự án nhà ở, công ty cổ phần Đại Nam từng phát triển các dự án có vị trí đắc địa như là khu đô thị trung tâm hành chính Dĩ An, khu đô thị dịch mại thương vụ Sóng Thần, khu nhà ở Sóng Thần 2. Gần đây, công ty cổ phần Đại Nam tiếp tục đầu tư phát triển khu dân cư Đại Nam tại huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt từ tháng 6 năm 2018 với diện tích là 96,7 ha, đáp ứng nơi ở cho khoảng 12.000 dân. Dự án được đánh giá tiềm năng và giá trị nhất là khu Đại Nam rộng 533 ha tọa lạc tại phường Tân Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dự án có quy mô là 3.300 căn nhà và khu nhà ở xã hội 5 sao. Đây chính là dự án mà ông Dũng Lò Vôi vừa tuyên bố hiến 4 ha đất, ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng để tỉnh Bình Dương bán đấu giá lấy kinh phí chống Covid-19. Cuộc đời ông Dũng Lò Vôi gắn với dự án khủng hàng chục ngàn tỷ đồng và những sự kiện đình đám như là vụ ly hôn và cưới bà Nguyễn Phương Hằng năm 2010. Vụ khiếu nại nguyên chủ tịch tỉnh Bình Dương liên quan đến khu công nghiệp Sóng Thần 3 năm 2014. Sau đó là những vụ chơi trội như nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, ông dành tặng bà Hằng hoa tai kim cương có giá trị gần 70 tỷ đồng. Tiếp đó là mua tặng bà Hằng chiếc ô tô trị giá 40 tỷ đồng. Dũng Lò Vôi, thông tin quê quán và sự nghiệp. Huỳnh Huy Dũng hay còn được gọi là Dũng Lò Vôi, nguyên quán tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Chưa học hết lớp 12, ông nhập ngũ và tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, phục vụ công tác hậu cần ở quân khu 5, rồi quân khu 7, làm nhiệm vụ tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường. Ông lập gia đình với bà Trần Thị Tuyết, con gái ông Ba Thu, giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé bấy giờ. Sau đó, ông được chuyển về công tác ở phòng hậu cần, công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé. Thời điểm đó, do cuộc sống quá kham khổ, ông bỏ việc chuyển sang làm lò vôi, sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp. Cái tên Dũng Lò Vôi bắt đầu khi đó. Xí nghiệp lò vôi làm ăn rất phát đạt. Sau, ông bán lò vôi để về làm giám đốc công ty sơn mài Thanh Lễ, vốn của một nhà tư sản, được tiếp quản sau giải phóng.
do lãnh đạo tỉnh Sông Bé lúc đó giao cho. Công ty sau này đổi thành công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ. Ông từng được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam. Những năm 1990-1993, ông Dũng đã làm dự án và xin được thực hiện thí điểm xây dựng khu công nghiệp Bình Dương, sau đó là khu công nghiệp Sóng Thần 1. Do đón đúng nhu cầu phát triển, cả hai khu công nghiệp ngay sau khi hình thành đã được lấp kín bởi các dự án đầu tư trong và ngoài nước, bao gồm các dự án của EPC Tăng Minh Phụng. Đời tư của Dũng La Vôi. Ông Huỳnh Huy Dũng trước đây theo nghiệp lính, sau khi xuất ngũ, ông vào sinh sống ở Bình Dương và kết hôn với bà Trần Thị Tuyết, lớn hơn ông 6 tuổi, là con gái ông Ba Thu, giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé bấy giờ. Ông bà có với nhau 3 người con gồm 2 trai 1 gái. Trong số 3 người con, người con trai đứng đầu là Huỳnh Trần Phi Long, được ông Huỳnh Huy Dũng giao cho vị trí tổng giám đốc công ty Đại Nam sau khi công ty Thanh Lễ thành lập năm 1996 đổi tên thành công ty Đại Nam. Và dưới danh nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sóng Thần, một trong những danh mục kinh doanh nổi bật của tập đoàn Đại Nam. Sau khi tuyên bố ly hôn với bà Tuyết, ông kết hôn với bà Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, biệt danh là Hằng Canada. Đám cưới chính thức được diễn ra tại Thành Đại Nam vào ngày 8 tháng 6 năm 2010. Ngày 21 tháng 9 năm 2012, bà Nguyễn Phương Hằng sinh con trai Huỳnh Hằng Hữu. Ngày 24 tháng 9 năm 2013, ông Phan Văn Hải là luật sư riêng của Huỳnh Huy Dũng khẳng định thông tin cậu bé Huỳnh Hằng Hữu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam là hoàn toàn không đúng với di chúc của ông Huỳnh Huy Dũng, cũng như chưa đúng với công bố của ông tại tiệc mừng sinh nhật con trai. Theo luật sư Hải, ông Dũng có di chúc trao toàn bộ tài sản của mình cho con trai. Số tài sản này thuộc về một phần quỹ thiện nguyện và Huỳnh Hằng Hữu có quyền sở hữu với tài sản nằm trong quỹ này. Một hội đồng giám sát quỹ thiện nguyện được thành lập với 12 thành viên, bao gồm là Huỳnh Hằng Hữu đứng đầu với chức danh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kế đó là ông Huỳnh Huy Dũng và vợ ông Dũng, tức là bà Nguyễn Phương Hằng. Tiếp theo là 9 thành viên khác giữ các chức vụ trong Hội đồng Giám sát Quỹ Thiện Nguyện. Hội đồng Giám sát sẽ quản lý tài sản trong suốt thời gian cậu bé Hữu chưa đủ tuổi trưởng thành. Đến khi tròn 18 tuổi thì sẽ được quyết định riêng theo di chúc mà cha mẹ để lại. Dũng La Vôi và các sự kiện bê bối nổi bật. Vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương. Theo báo Tuổi Trẻ năm 2001, ông Dũng đã trực tiếp tham gia vào một số vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất đai tỉnh Bình Dương, đặc biệt là sử dụng công ty gia đình, công ty Phi Long để liên doanh và chuyển nhượng đất đai giá rẻ, thu lời từ các khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ưu đãi cấp. Tranh chấp đất đai với ông Trần Văn Tiền. Ông Trần Văn Tiền là chồng cũ của bà Hằng, vợ ông Dũng hiện tại. Ông Dũng có tranh chấp đất đai với ông Tiền. Tin đồn trong cuộc sống của ông Dũng La Vôi. Ông Dũng có rất nhiều tin đồn, nhất là từ khi cưới người vợ thứ hai là Nguyễn Phương Hằng, thì ngày càng nhiều tin đồn rằng ông này nợ nần và bị bệnh tâm thần. 27 tháng 1 năm 2013, Huỳnh Huy Dũng giao trên báo Lao Động treo thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai có chứng cứ ông vay nợ 2.000 tỷ đồng từ các ngân hàng và đối tượng bên ngoài. Ông Trần Văn Tiền, chồng cũ của bà Hằng, là thủ phạm trong vụ vu khống bôi nhọ ông Dũng. Tháng 2 năm 2013, ông Dũng tuyên bố chính thức giã thương trường, sẽ bán hết tài sản và sẽ rời khỏi Bình Dương. Ngày 3 tháng 3 năm 2013, bà Nguyễn Phương Hằng, phó tổng giám đốc công ty du lịch Đại Nam, chính thức khởi kiện ông Minh Diện vì cố tình xâm phạm đời sống riêng tư và bịa đặt làm nhục người khác.